luôn chị, tại em không có chăm sóc nhiều á nên lá của nó có phần vàng này ha. Rồi mã số này là mã số 448. Có cái chậu nữa nghe nè chị em, cái chậu hết mấy trăm ngàn luôn. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Cái này thì em không có đo được ha, tại đây là một cụm giống như là nhiều thân á ghép lại với nhau nè. Này về mình thay qua cái chậu khác á, mình bỏ chấu xì dừa thêm á. Cái này em đo chiều cao đó là 27. Tặng chậu luôn nha chị. Em đo cái đế nữa nè, cái này cái đế nó là 34. Rồi mã số này 448. Cây này là 850.000 em bao ship. Từ cây này 449. Rồi đúng rồi. 449. 449. Đây là hồng hồng mai mã số 449 nha anh chị. Nên cái này thì báo với cái này là nó thường chậu nhưng mà khoảng 2-3 tháng thôi ha. Thường chậu mới khoảng 2-3 tháng thôi. Thì đo ngay chỗ này nó 13. Chiều cao nó là 35. Là mình đo tới đây cao 35 nha. Rồi mã số này là 449. 450 em bao ship. 450. 450. Mã số 450. Vậy nè. Nó nhiều nhánh đó nên em không có đo được cái cốt nữa ha. Chiều cao nó là 23. Rồi 450, cây này 350 bao ship, nó có mấy cái cọng đế nó hư nhỏ. Rồi mã số 451. Này có này một cốt nha anh chị. Chiều cao nó là 23. Rồi mã số này là 451, 300.000 bao ship. 452. À không, 452 đúng rồi. 452. 3 mấy hai cây. Chiều cao của nó là 22. Cái này giờ mới vô bầu khoảng 2-3 tháng thôi ha. Bầu nó còn hơi yếu nha anh chị. Rồi mã số 452, 300.000 bao ship. 453 hai cây. 453. Chiều cao đó là 24, bên này cao là 23. Hồng ngọc mai thì cũng dễ sống lắm nha chị. Này, lúc mà bẻ cái đế thì nó bị cong cong đứt mấy cái đế nè. Rồi mã số này là mã số 453, 500.000 bao ship cặp này. 454. 454. Cặp này đẹp nha chị. Thường chậu lâu rồi nè anh chị, còn cái lọ cái cây bên đây á thì mới vô khoảng 2-3 tháng. Chiều cao nó là 29, ở bên này cao là 26. Rồi cộng đế nó khác nha. Rồi mã số 454, cặp này 400.000 bao ship. 400.000. Đúng rồi lên đi. 455 cặp. 455. Chiều cao nó là 21, bên này cao là 25. Này chỉ mới vô bầu mấy tháng thôi. Rồi mã số 455, cặp này 400.000 em bao ship. 456. 456 nha anh chị. Đó, cái này vô bầu nó mới đây đây nó có mấy cọng đế nó bị hư đây nè chị ơi. À, có mấy cọng đế nó bị hư nha. Hư mà lại nó nằm ở trên trên nó chưa ăn được rễ. Thì mình ấm lại. Chiều cao nó là 21, bên này cao 21 luôn. Rồi mã số 456, 350 thôi em bao ship ha. Có mấy cọng đế nó vậy. Chị ủ với cháu xì dừa là nó mọc rễ à. Rồi như cọng như cái này thì nó bị yếu nè, nó có mấy cọng đế nhỏ nhỏ nó bị đứt hư nè nha. Em báo với anh chị nha. Nhưng mà này dễ sống, mình về mình chăm lại giùm em ha. À, có mấy cọng đế nhỏ. Cái loại này thì em mới vô bầu khoảng mấy tháng thôi. Chiều cao nó 20, ở bên này cao nó 15. Rồi mã 457, cặp này là 350 em bao ship. 458, hai cọng đế cho tí luôn. Chiều cao nó là 26, ở bên này cao nó là 17. Nhỏ hơn ngón tay nha anh chị. Rồi mã số này là mã số 458, 150.000 cặp này bao ship.
Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nha anh em. Hôm nay em có về tiếp một lô kích rễ Trung Quốc. Hàng này em đã sử dụng rồi, nó khá là tốt ha, và rẻ nữa anh em ơi. Cái gói 500g này ha, em bán là, em chia sẻ cho anh em, bán cho anh em là giá là 200.000 đồng. Em bao ship luôn ha, em đào phí ship luôn. 500g anh em xài nói chung là cũng rất là lâu á, em nào cây ít cũng rất là lâu á. Tại vì một muỗng cà phê đầy của nó mình pha được 5 lít nước ha. Phôi, nếu mà cây phôi mới về á thì anh em tưới một tuần 2 lần. Rồi những mà cây sống khỏe thì mình tưới một tuần 1 lần. Đó, để cho kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh ha. Bảo vệ bộ rễ luôn anh em, không bị chống thối rễ nữa ha. Đây, hàng em đã sử dụng anh em coi. Ổi em mới tưới được có nói chung là tưới hơn 1 tuần. Đâm trời xanh mướt luôn ổi anh em. Đó, một số cây nó ra rễ luôn rồi. Em đã thử ở dưới đế ra móc ra nó cũng ra rễ hơi trắng này. Đó, hơn 1 tuần. Nói chung loại này thì sử dụng khá ok nha anh em. Em đã dùng rồi. Còn mấy cây linh sam thì thôi đi, nó phúng đọt như gì luôn á. Này để mình dùng để em tưới gốc mà. Đó. Nói chung là anh em ở nhà mình đam mê cây cảnh á, mình phải có nên một có một loại kích rễ nào đó để trong nhà mình. Khi mình mua cây, khi cây giá trị vài triệu mà mình không có kích rễ cho nó về, có khi cây nó vẫn sống nhưng mà nó si, nó yếu ha. Nói chung cây phôi anh em về nhà nên em khuyên ha, là nên sử dụng kích rễ ha, kích thích cho nó, để nó cây phôi khi bứng về đó mình kích rễ cho nó để cho nó mạnh. Mạnh cây nó khi nó phát mạnh rồi là mình không sợ nó bị si và yếu ha. Nhất là mai vàng hay là tất cả các cây phôi, như mấy cây phôi của em á, em đang ương dâm cho anh em đó. Nhưng nguyệt quế của em thì thôi rồi luôn, em tưới vô cái nó cũng đọt dày hết trơn. Đây em quay cho anh em mấy cây nguyệt quế của em nè. Đó, em cắt chuỗi lá luôn đó nghe anh em. Nghe một số đó nè. Đó, giờ nó đâm chồi mạnh nè. Tại mấy cây bự em chưa bán được nên em dưỡng. Đó, em dưỡng, em dâm lại cho anh em. Để cho anh em nào, để ra lá mạnh, để cho, để nữa bán cho anh em nè. Mấy cây tày, mấy cây to bên em vận chuyển chưa có được á. Nói chung hàng kích rễ này cũng khá ok ha. Anh em nên để ở nhà một bịch, hoặc là một loại kích rễ nào đó, không phải cần kích rễ Trung Quốc hay đâu anh em. Nói chung là mình có khi mình mua cái cây vài triệu được, lẽ bịch kích rễ hay gói kích rễ hay là một chai kích rễ nào có vài trăm ngàn, có 100-200 ngàn, 50-60 ngàn, mà mình không, mình không, mình tiếc tiền mình mua mà mình lại mình không tiếc tiền mua cây gì khi vài triệu, 5-10 triệu, khi anh em mua cây bông trang 10-20 triệu, cây mai cũng vậy, mà mình không có về, mình không có kích nó thì nó èo ọt, nó phát triển nó chậm nghe nè. Loại này thì em đã sử dụng rồi, nay sử dụng chính cây phôi của em luôn, nguyệt quế, ổi, linh sam rồi ha. Nó phước, nó ra lá, ra đọt, ra rễ rất là mạnh ha. Loại này nói chung cũng ok, giá cũng rẻ anh em ơi. 500g này nè, gói 500g, nếu anh em sử dụng ít đã biết nhiêu lâu, cả năm ngoài luôn. Tại muỗng cà phê đầy thì mình tưới cho 5 lít nước. Cây phôi thì anh em tưới tuần 2 lần ha. Cây sống khỏe thì 1 tuần 1 lần. Đó, cây khá là đẹp nghe anh em. Đó, cái bịch này nè. Nói chung đóng gói cũng khá là ok ha. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ có gì cần gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4915 hoặc là 0788 753 876 ha. Đó, rồi xin chào anh em. Cây khá là đẹp ha. Bịch này nó đóng gói thấy đẹp lắm nghe nè. Sử dụng khá ok ha.